chuẩn bị với set 3 kèo 44 tự do các bạn. Điểm 0-0. Quý nhóc bãi biển vừa công trái banh nha bạn. Tìm quý nhóc có trường chẳng bơm, Lý Quốc, Đăng Mớm. Và đây là chắc sầu riêng. Điểm 1-0. Đặt bóng rất tốt, đổ vào điểm cho đội Hiếu Cẩm Mỹ 1-0. Tìm bên kia có Quốc Dư, Lam Chẳng Bàn, An Cao, Hiếu và Trọng Chim. Điểm 1-0. Đặt bóng rất tốt, đổ vào điểm cho đội 12-1. Em nằm đâu? Điểm 2-1. Chẳng đâm tốt, đổ về điểm cho đội Hiếu Cẩm Mỹ 2-0. Quá sung rồi các bạn ơi, điểm 2-0. Thôi bỏ rồi, bỏ rồi. Điểm 2-0. Bỏ bóng rất thông minh, đổ vào điểm cho đội em 13-2. Bên nào? Đội Hiếu Cẩm Mỹ tạm dừng rồi ấy. Điểm 3-2. Trái banh đó là tài nha các bạn, thật sự tài. Nếu mà trọng tài xử bên đây thắng là thật sự là quá buồn cho team bên kia. Đập bóng ra ngoài, đổi vào điểm cho đội 10-2. Trái banh đó quá tài luôn mọi người. Điểm 4-2. Đập bóng tốt, đổi về điểm cho đội Cẩm Mỹ 3-4. Điểm 3-4. Bóng ngoài. Đổi về điểm cho đội Hiếu Cẩm Mỹ 4-0. 4-0. Điểm 4-0. Lỗi lăn bóng trên người, đổi và điểm cho đội ăn 15-4. Điểm 5-4. Trọng Chim thủ quá hay quá. Lỗi trắng đang đổi vào điểm cho đội 16-4. Nè bên đây dạt ra bớt, nè bên đây dạt bớt cho ta cứu anh nè. Giúp em đi. Dạt ra dạt chỗ này không? Cho người ta kêu cứu anh. Trọng Chim xin hội ý các bạn ơi. Rồi, cảm ơn tạm dừng hội ý lần thứ nhất.
Quý Nhóc, Trường Tránh Bơm, Lý Quốc, anh Đăng và anh Chắc. Bộ đồ được tài trợ quá đẹp các bạn ạ. Trên kia có cam chuyên nghiệp nha các bạn. Hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Đội anh mời dẫn trước với tỷ số 6-4. Điểm 6-4. Đập bóng chạm tới trắng ra ngoài, đổi vào điểm cho anh Hiếu 5-6. Điểm 5-6. Nỗ lực cứu bóng không thành công, đổi vào điểm cho đội anh 10-7-5. Điểm 7-5. Dưới lưới. Điểm cho đội anh 18-5. Hai đội tiến hành đổi sân. Đánh 15 điểm nha các bạn. 8 điểm đổi sân. Điểm 8-5. Phát bóng không qua lưới, đổi và điểm cho Hiếu Cẩm Mỹ 6-8. Điểm 6-8. Lại dính bóng, đổi và điểm cho Hiếu Cẩm Mỹ 7-8. Điểm 7-8. Bỏ bóng rất tốt, đổi và điểm 9-7. Bóng ngoài. Bóng ra ngoài, đổi và điểm cho Hiếu Cẩm Mỹ 8-9. Điểm 8-9. Đúng rồi. Trọng Chim chạy từ bên đây qua tới bên kia. Lỗ qua chân, đổi và điểm cho đội anh 10-10-8. Cuối cùng cũng thua điểm này, quá đáng tiếc cho anh Trọng. Điểm 18. Hai Trọng ơi. Pha bóng hay. Chẳng bóng tốt, đổi và điểm. Cuối cùng Lam chẳng. Lam chẳng bàn trắng nha các bạn. Trắng rụng. 90. Đội Hiếu Cẩm Mỹ tạm dừng hủy.
Có một trái thôi nha anh ơi. Hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Đội Hiếu Cẩm Mỹ là đội do bóng điểm 9-10. Tiếp tục trận đấu các bạn. Điểm 9-10. Cặp bóng chạm tay trắng ra ngoài, đổi về điểm cho đội anh 10, 11-9. Trọng tài xử bên kia thắng rồi nha các bạn. Thật sự trận này quá đáng tiếc cho team của Trọng Chim. Điểm 11-9. Nỗ lực cứu bóng không thành công, đổi về điểm cho đội Hiếu 10-11. Đếm 10-11. Cặp bóng quá tốt, đổi về điểm cho đội 10-12-10. Sợ nó nóng đi. Mười hai mười. Đếm 12-10. Đằng mớm sạc khó chịu quá bạn. Bóng quá tốt, đổi về điểm cho đội 10-13-10. Bên đây hả? Đếm 13-10. Quốc Dư đập bóng tốt, đổi về điểm cho đội anh Hiếu 11-13. Bóng qua nè Trọng ơi. Đội anh 10 tạm dừng hội ý lần thứ nhất. Quýnh trên tầm rồi quá bắt xuống tay. Rồi. Hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Điểm 11-13. Điểm 11-13. Đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài, đổi vào điểm cho đội anh 10, 14-11. Điểm 14-11. Cặp
Kết thúc các bạn à. Team của anh Trường thắng nha các bạn. Trường, Đăng Mớm, Lý Quốc, Chắc Sầu Riêng và Quý Nhóc. Hẹn các bạn lại các set sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình nha.